Bị đánh tơi bời, võ sĩ cây cú cắn vào cổ đối thủ và cái gết. Lép vế hoàn toàn trước đối thủ, võ sĩ Ahara đã cắn lén đối thủ. Hành động này đã khiến anh bị trọng tài rút quyền thi đấu. Tình huống diễn ra trong trận đấu so tài giữa võ sĩ Ahara với đối thủ Mohamed Mahdi tại sự kiện đấu võ danh tiếng UAM Mechanesis. Cụ thể, ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, võ sĩ Mohamed Mahdi đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong và không ngừng tung ra những cú đấm, cú đá khiến đối thủ phải vật vã chống đỡ. Mặc dù vẫn trụ được qua hai hiệp đầu tiên, nhưng Ahara dường như đã đuối sức và thất thủ ở hiệp 3. Trong một tình huống bị đối phương áp sát tấn công, Ahara đã cắn lén vào cổ của Mohamed Mahdi. Hành động phạm luật này đã không qua mắt được trọng tài. Kết quả Ahara bị truất quyền thi đấu và Mohamed Mahdi đã được xử thắng.